xe đồ chơi công trình quá các bạn ơi. Nhiều xe công trình quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lại chiếc xe này nha các bạn. Wow, đây là một chiếc xe máy xúc nè các bạn ơi. Oh, để mình lắp ráp lại nha. Nè, bắt các bạn phải bấm vô cái nút này nè. Và các bạn lắp ráp lại. Đó, thành công rồi các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn nè các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Để mình xúc cho các bạn xem này. Đó, một chiếc nè các bạn ơi. Rồi, tiếp theo mình sẽ lắp ráp chiếc xe này vô nha. À, đây là một chiếc xe lu nè các bạn. À, để mình lu nè. Để mình lu đường đó các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nè. Rồi, các bạn phải bấm cái nút này nha. Nè, cái nút này nè. Rồi, các bạn để vô. Đó, ok rồi các bạn ơi, nè xe mình lu nè các bạn, mình để khủng long đây mình lu nha các bạn, đó một chiếc, hai chiếc, tiếp theo, wow đây là một chiếc xe nâng công trình các bạn ơi, xe nâng công trình này rất là to luôn nè các bạn, để mình lắp ráp lại nha, thì các bạn nhớ là phải bấm cái nút này các bạn mới lắp ráp được, không vô. Dính cát thật là nhiều luôn các bạn ơi. Đó. Ok. Rồi, bắt đầu chạy thôi. Ba chiếc. Wow, còn đây là một chiếc xe máy xúc lặt nè các bạn. Để mình lắp ráp vô luôn nha. Lắp ráp rồi mình chơi trò chơi nha các bạn. Rồi, ok. Ok các bạn ơi. Ok, nè để mình xúc cho các bạn xem nè. Xúc lên xe tải nha. Rồi mình để hai cái trứng khủng long lên luôn nha. Rồi để con khủng long lên, chở đi. Rồi bây giờ mình sẽ cẩu con khủng long này xuống nữa. Rồi để qua đây nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ móc, mình sẽ cẩu một chiếc xe máy xúc này nha. Tháo ra để mình đi đi đổ cát. Rồi đi đổ cát thôi. Xe lu lu cho láng nha các bạn. Láng rồi mình chơi chơi đồ chơi nha. Có nhiều xe đồ chơi công trình quá các bạn ơi. Wow, rất là nhiều luôn nha. Những chiếc xe thật là đẹp luôn nha các bạn. Wow. À, để mình giới thiệu nha các bạn. Đây là một chiếc máy xúc nè các bạn ơi. Ồ, máy xúc lật nè các bạn. À, để xúc nha. Đó, sẵn xuống này. Đó, xe này rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Xe này rất là đẹp luôn. Xe này bằng sắt nè các bạn. Đó, để mình xúc nha. Một chiếc nè. Wow, đây là một chiếc máy xúc nữa nè các bạn. Cũng là máy xúc lặt nha các bạn ơi. Wow, chiếc xe này thật là đẹp luôn nè các bạn ơi. Rồi, tiếp theo đây là chiếc xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe nâng các bạn ơi. Wow, một chiếc xe nâng rất là đẹp luôn nha. Để mình nâng chiếc này lên nè. Wow,
Wow, nâng lên luôn được các bạn ơi. Wow, có chiếc xe này là xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe lu các bạn ơi. Wow, xe lu nè, bánh rất là to luôn nè các bạn. Để mình lu nha, mình lu đường cho các xe đi nha các bạn ơi. Wow, lu rất là láng đường luôn các bạn. Để mình lu bên đây tiếp nha. Đó, lấy xe này ra mình lu nha. Wow, tiếp theo, đây là một con khủng long nha các bạn. Wow, còn đây là một cái trứng khủng long nè các bạn ơi. Còn đây là một cái cây dừa. Wow, đây là một chiếc xe tải các bạn ơi. Xe tải để chở đất nè các bạn. Rồi để mình xúc đất mình để lên đây nha. Wow, đầy rồi các bạn ơi. Wow, đây có một cái trứng khủng long nữa đó các bạn. Để mình xúc lên nha. Wow, hai trứng khủng long luôn rồi các bạn. Rồi, đổ ra nha. Wow, xe gì đây? Wow, là một chiếc xe chở xăng dầu các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn nè các bạn. Còn đây là một chiếc xe trộn bê tông nè các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn nè các bạn. Xây. Wow, để cát vô nha. Để cát vô xây nha. Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Còn đây là một con khủng long nữa các bạn ơi. Con khủng long màu xanh rất là đẹp luôn ha. Mình để đây nha. Wow, còn đây là một chiếc xe máy múc cát, xe cần cẩu múc cát nè. Để mình múc nha. Để lên xe. Để lên xe. Wow. Mình để hai quả trứng lên đây luôn nha các bạn. Để hai trứng khủng long lên đây luôn nha. Rồi bắt đầu mình đi lỡ mình đi đổ thôi. Đổ là cái lỗ này. Mình xúc lên lại. Xúc vô các bạn ơi, đẩy nè, đẩy trứng đi nè. Đây là một chiếc xe cần cẩu nè các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu này rất là to luôn nè các bạn. Cái này có thể nâng được nè các bạn ơi. Wow, nâng được luôn nha. Bây giờ mình thử nâng cái chiếc gì lên nha các bạn. Mình nâng cái này lên nha. Mình nâng cái máy xúc này lên nha các bạn. Ê, cái cần cẩu múc cát này lên nha. Đó, móc vô. Thì móc vô nha. Rồi, bây giờ mình nâng lên nè. Lên nè. Wow, rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Lưu đường tiếp thôi. Lưu đường cho mấy xe này đi nha các bạn. Wow, còn đây là một chiếc xe năng nè các bạn ơi. Đăng lên chiếc này là luôn nè. Wow. Wow, những chiếc xe công trình có một màu các bạn ơi. Nè, có một màu, thầm một thôi, màu vàng nè. Rất là đẹp luôn. Các bạn cùng đếm xem bao nhiêu chiếc nha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6,
7 nè, 8 nè, 9 nè. Wow, 9 chiếc xe công trình này rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Nó cũng lòng sao nó bị ngã rồi các bạn. Rồi tiếp tục mình chơi trò múc cát nha các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lưu ra đường này cho láng rồi múc cát nha. Xe xúc lạc nha. Wow, rất là nhiều luôn. Rồi mình đổ xuống đây. Tiếp tục. Đổ xuống đây nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng xe lu mình lu nha. Đó, mình lu láng rồi các bạn ơi. Xe đồ chơi quá. Đẩy nha, đẩy nha. Đẩy nè. Đẩy là cái đường nha. Wow, đẩy cái đường nè các bạn ơi. Đẩy được cái đường nè. Đẩy tiếp nha. Wow, đẩy được cái đường là thật là láng luôn nè các bạn ơi. Wow, cái đường rất là láng luôn ha. Khu này là khu đồ chơi nè các bạn ơi. Xe, ô xe bị mắc kẹt rồi. Mình nghĩ ra nha, nghĩ ra. Múc thôi. Múc mình cứu con khủng long này nha các bạn. Wow, cứu được con khủng long các bạn ơi. Wow, khủng long thật là hung dữ nè các bạn.